Rồi, mến chào anh em đang xem kênh Nhân Chăm Sóc Mai Vàng ha. Và trước tiên thì chúc anh em luôn vui vẻ, thành công trong công việc nha anh em. Trên màn hình của anh em là cây mai này mình lạc lá cũng được 15 ngày rồi anh em. Thì mình lạc cái hôm bữa 26 âm lịch tháng 11 á. Mình lúc đó có quay clip làm để gửi đến anh em đó. Thì ai chưa coi cái hôm mình lạc lá thì có thể xuống phần mô tả ở dưới video này để xem lại cái ngày đó phải đúng không ha. Thì mình lạc mình test thử để coi nó bao lâu nó trổ thôi, chứ thực sự ra từ đó tới giờ mình không có kích kiết gì hết nha anh em, chỉ tưới nước vừa đủ cho nó cây cho cây thôi à, chăm sóc một cách rất bình thường ha, để mình biết cây nó như thế nào, bao lâu thời gian bao lâu là nó trổ á. Rồi thời gian tới đây thì mình bắt đầu tiến hành những cây thực trên sân của mình ha. Hôm nay á là ngày 11 tháng 12 rồi. Thì đúng nửa tháng mà cây này nó trổ được khoảng chừng 7 8 cái bông nè, mới trổ sáng nay ha. Và theo như mình quan sát á, nếu mà để cho cây mai này nó trổ rộ lên á để mà có thể trưng được á cho nó đẹp thì cũng phải nằm tầm mất tới 3 tới 4 ngày nữa ha. Vì hiện tại thì nó chỉ mới trổ vài cái bông lớn đột biến trước thôi. Nếu mà nói nứt vỏ trấu á thì gần như đã nứt cũng gần như hết rồi anh em, mà nó còn nhỏ ha, nó không có đều. Cây mai này là mai zin 5 cánh nha anh em. Thì lúc năm trước mình mua phôi á thì người ta rao bán á, là người ta nói giảo hạt là giảo gai rồi gì giảo Thủ Đức, nhưng mà không phải anh em, nó mình thấy hoàn toàn nó thấy 5 cánh không ha. Có một số nhánh á, thì nụ nó nứt trước và nó lớn hơn nè, nó đang trổ ha. Đây có cái bông này nó nứt này là mai là nó trổ nè nè ha. Vì cây này mình chỉ dùng để test thử coi thử bao lâu nó trổ anh em, thì cho nên mình chỉ tưới nước bình thường thôi ha, không chăm sóc gì thêm cả, không phân không thuốc gì hết, có xịt thuốc sâu nha. Một vài cái bông mà nó lè lưỡi như vậy á thì chắc ngày mai nó cũng trổ rồi anh em. Còn ở phía trong này thì nó mới nứt vỏ trấu thôi ha, nó còn nhỏ hơn mà nó cũng có một số cái bông đã trổ luôn anh em nè, như cái này thì mai cũng trổ ha. Quay tổng quát cái cây như vậy để cho anh em xem rồi các nụ nó phát triển như thế nào để anh em tự quyết định trên cây của mình ha. Vì cây này mình trồng vôi hơn một năm trước á, cho nên được xem là cây này thuần chậu trên một năm thôi, nụ nó không được nhiều lắm ha. Và margin thì nó không phải như các giống siêu nụ mà nụ đặc kẹo đâu nè. Cái nụ này nó ra gần chục cái búp nè nè, mà có một búp trổ rồi ha. Còn ở trên này nó cũng gần trổ luôn nè, để 2, 4, 6, 8 ha. Cây này nửa tháng mà nó như vậy thì theo mình đoán là khoảng chừng 19 ngày kể từ ngày lạc lá thì chơi Tết thì nó rộ ngay ngày mùng 1 thì rất là hay luôn á. Chứ còn bây giờ thì chân Tết nó cũng lèo tèo lắm ha. Các búp á, thì nó không đều nhau, nó chênh lệch cũng khá là nhiều á nè. Nếu không phải vì mình dùng cái cây này để test thử á, thì tính từ cái lúc lạc lá tới giờ mình thúc hai đợt canxi bo với một đợt kali á, thì có thể nụ sẽ vượt hơn được một ngày hoặc hai ngày đó nè. Cây này á thì mình cho ăn nắng tính từ thời điểm lạc lá tới giờ là 6-7 tiếng trong một ngày nghe nè. Nếu mà cái cây này á là mình muốn cho nó chậm lại, các cái nụ nó nứt chậm lại một hoặc hai ngày á, thì mình đưa vào mát nha nè, thì mình cũng có thể làm chậm sự phát triển của nụ từ 1 đến 2 ngày đó. Cái này để clip sau á, là mình sẽ làm những cái clip nói về nếu mà cây bị trổ sớm trổ muộn cách chăm sóc như thế nào á, để anh em có thể làm chậm lại hoặc nhanh hơn từ 1 đến 3 4 ngày luôn anh em. Thì nếu mình thấy cây mình trễ quá thì mình tăng tốc lên cho cây, còn nếu mình thấy cây mình nhanh quá thì trổ sớm rồi mình làm chậm lại được một vài ngày anh em. Clip sau mình sẽ nói kỹ hơn vấn đề này. Như vậy mình đã quay tổng thể cho anh em xem một tí xíu về cái cây mà mình dùng để test thử vậy thôi ha. Còn mình đi vào vấn đề chính của cái chủ đề trong clip ngày hôm nay á, là mình làm cái cách nào để cho cây mai của mình á, khi bung búp xanh ra rồi thì số lượng búp trên cây á, nó tương đối hơi đồng đều nhau. Mình nói tương đối thôi nha anh em, chứ thực sự ra nụ mai không bao giờ mình làm cho nó đồng đều được và trổ đồng loạt được nha anh em. Nó tương đối được chừng nào thì hay chừng đó thôi.
cũng giống như anh em đi chợ hoa rồi vậy đó. Các nhà vườn á, người ta bán hoa ngoài chợ sao anh em thấy trời ơi, búp nó tương đối là đồng đều nhau. Anh em chịu khó theo dõi đến cuối clip ha, rồi anh em sẽ biết mình nói đúng hay là mình nói xạo. Trước tiên á, anh em mà muốn cho cái cây mai của mình có nụ tương đối đồng đều nhau á, thì cây mai của anh em phải đảm bảo được là cây mai đó đã thuần chậu hơi khá lâu rồi nha anh em, 2 năm trở lên ha, thì anh em mới có thể là lúc tạo nụ anh em tạo được một cái dàn nụ là tương đối đồng đều nhau. Còn những cây mai tơ mai nhỏ thì anh em mới trồng á, có nụ chơi nhưng mà nụ không bao giờ nó đều được như những cây thuần chậu từ lâu rồi nha anh em. Anh em nào xem kênh mình từ lâu rồi thì mình đã có nói mấy cái này mấy lần rồi. Như ở trên sân của mình có cây mà mình đã thuần chậu từ cũng khá lâu rồi anh em. Đây này nha anh em, đây là cây mai zin luôn ha, cũng 5 6 7 cánh, nhưng mà có một cái là cái dàn nụ của nó anh em xem nè, nó đủ độ già hết trơn ha. Tuy là nụ nó không được đặt kẹo như các loại giống mà giảo siêu nụ, nhưng mà nó tương đối là đồng đều, độ no tròn độ già luôn anh em, thì nó mới có thể là gần như là nó nứt vỏ trấu, là nó tỷ lệ nó so le thì nó không có anh em, cho nên là nó bung búp ra thì nó cũng tương đối là được đều hơn. Như vậy đó là việc thứ nhất mà anh em phải đảm bảo là cây của anh em phải thuần chậu được tương đối rồi ha, từ 2 năm trở lên ha. Rồi á, bên cạnh đó còn thêm hai việc nữa mà do chính bàn tay của anh em làm nha, để giúp cho cây mình có nụ đồng đều hơn, cho cây có thể nở nhanh rộ hơn trong những ngày Tết nha anh em. Thì khi mà các nhà vườn đem hoa ra chợ hoa để bán á, anh em đi xem tham khảo á, là anh em nhìn thấy mê lắm, thấy các búp là tương đối xanh hơi đồng đều nhau luôn á đó. Nhưng mà trên thực tế không phải là hoàn toàn được như vậy được nha anh em, do người ta đó, do người ta cây người ta có trổ sớm trước đó là cũng 4 5 ngày luôn á, cây của người ta đã trổ lác đác trước đó 4 5 ngày, nhưng mà 4 5 ngày sau anh em vẫn thấy là cây chưa trổ hoa luôn. Đó là khi mà người ta thấy cây trổ một hai hoa là người ta đều bẻ hết nha anh em. Đó, mình bẻ các cái hoa mới trổ như thế này nè, thì coi như nó còn lại búp xanh không à, coi như cây này chưa trổ nha anh em. Vì cây có rất là nhiều búp xanh, không có sợ một hai bông, không có sợ gì cả anh em, một vài bông ha, cả chục bông, 20 bông cũng vậy thôi à. Đây, để mình bẻ hết cả chục cái bông này rồi anh em xem lại cây này ha. Đó, mình bẻ hết các bông như thế này nè, thì là anh em nghe kỹ ha, là những cái nụ mà nó nở sau này á, là nó nở ra búp, thì có những cái búp lớn á thì nó sẽ phát triển theo kịp những cái nụ nó nở ra búp trước đó. Như thế này ha, lại nghe anh em. Một số búp lớn của nụ đã bung sau thì nó phát triển gần như bằng với một số búp nhỏ của nụ nó bung trước. Anh em hiểu kịp khúc này không? Thêm một cái việc nữa mà anh em phải nhớ chú ý khi anh em lặt lá là kiểm tra trên cây của anh em những chỗ nào có nụ nó nhỏ thì anh em xuống lá những cái nhánh đó trước nha anh em. Mình giả sử như cây của anh em định ra là ngày 13 phải xuống lá hết, thì anh em tìm những cái chỗ nhánh nhỏ, ở nhánh có nụ nhỏ thì anh em xuống lá khoảng chừng bữa mùng 10 đi anh em ha. Rồi á, tới ngày 13 những chỗ những lá còn lại thì mình xuống một cái một hết. Thì khi mà anh em xuống lá hết á, thời gian sau này nứt vỏ trấu thì có khả năng nó đều được thêm một chút nữa, đều được thêm một chút nha anh em, chứ mình đã nói từ ngay từ đầu rồi, không thể nào mà đều được ha. Thì các yếu tố này nó dẫn đến là cái việc cây của anh em sẽ có được nụ nó tương đối hơn. Vì cây này là cây mai tơ, mình test thử để đo thời gian thôi, cho nên đó là nó không đảm bảo các yếu tố hồi nãy giờ mình nói ha. Đó, cho nên thì nhưng mà mình dám chắc với anh em là khoảng chừng 3 4 bữa nữa thì nó cũng xanh, cũng tương đối thấy coi được hơn bây giờ nhiều nha anh em. À, như vậy là hồi nãy giờ mình đã nói ra ba cái điểm để mà có thể giúp cho cây mai của anh em nở tương đối đồng đều coi được hơn tí thôi. Thôi, mình xin được dừng clip ở đây nha anh em. Anh em xem clip á, thấy rút ra được những gì đó hữu ích từ clip này cho riêng mình á, thì nhớ ấn like để ủng hộ cho clip chạy cho thật tốt nha anh em.
Và những anh em nào vào sau á, chưa đăng ký, nhớ ấn đăng ký để không bỏ qua những clip tiếp theo mình ra ha. Thôi chào tạm biệt anh em nha. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo ha. Bye.